Mời các bạn đến với YouTube của Mr. Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mr. Guy. Không biết là các bạn có hóng drama không, nhưng mà mình thì là mình cũng hóng mà nó đổ nổ qua phổi của mình này. Xong rồi mắt mình thâm đen này, nhưng mà mình vẫn trụ được các bạn ạ. Không biết các bạn có trụ được không, nhưng mà mình vẫn trụ được. Hãy tung tiếp những drama lên cho mình ngửi đi các bạn ơi. Tháng 6 này có một điều đặc biệt, đó chính là tháng tự hào của người đồng tính trên toàn thế giới. Xoay quanh cái việc là có đồng ý chấp nhận cái việc hôn nhân đồng giới hay không. Hiện tại bây giờ cũng đang có rất nhiều ý kiến trái chiều về cái việc là có chấp nhận hôn nhân đồng tính hay không. Thế nhưng mà dù có chấp nhận hay không chấp nhận đi chăng nữa, thì trên thế giới đã có khoảng 29 quốc gia chấp nhận hôn nhân đồng giới. Hiện tại bây giờ thì Việt Nam chưa hợp pháp hóa cái hôn nhân đồng tính. Các bạn yên tâm đi, hiện tại bây giờ trên thế giới đã có khoảng 29 quốc gia là chấp nhận cái việc hôn nhân đồng tính rồi. Thì đồng nghĩa với việc là chúng ta có 29 cái cánh cửa để mở ra để tìm những cái người chồng cho chúng mình, ở đi tìm chồng khắp nơi thế giới. Ngày trước thì mình có học một cái môn gọi là môn lịch sử cái gì tư tưởng phương Đông à, hay là cái môn quần què rồi đó, phương Đông rồi đó. Xong có một cô giáo dạy cái môn đấy, thì cô bảo là cô không chấp nhận cái việc hôn nhân đồng giới. Hồi đấy mình cũng còn trẻ con nên mình cũng chẳng biết gì cả, mình cũng chưa biết phản bác lại. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ lại, bây giờ cô mà dạy cái môn này với tôi thì cô chết với tôi. Không phải ở đó mà không chấp nhận với lời là không chấp nhận đâu. Ngay sau đây sẽ là danh sách 29 quốc gia chấp nhận hôn nhân đồng giới. Quốc gia đầu tiên, năm 2001, Hà Lan là quốc gia đầu tiên trên thế giới mà hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Đó là một cái điều rất là đáng tự hào của thế giới. Nó giống như một cái phát súng mà nổ bùng, nổ toang, báo hiệu cho các anh chị em LGBT toàn cầu rằng là chúng ta được chấp thuận rồi. Đồng nghĩa với việc là nếu có phát súng đầu tiên thì chúng ta sẽ có phát súng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, và đến hiện tại bây giờ đã có 29 phát súng trên toàn thế giới. Đất nước thứ hai, nước Bỉ. Nước Bỉ thì chấp nhận hôn nhân đồng giới vào năm 2003. Tiếp theo là Canada. Vào năm 2005, Quốc hội Canada đã chấp nhận cái việc mà hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Thứ tư đó chính là Tây Ban Nha. Cũng trong năm 2005 thì Tây Ban Nha đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Thứ năm, vào năm 2006 thì Quốc hội Nam Phi đã chấp nhận và hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Thứ sáu đó chính là Na Uy, và vào năm 2008 thì Na Uy đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Thứ bảy, Thụy Điển. 8, Iceland. Thứ chín đó chính là Bồ Đào Nha. Thứ 10, năm 2010 thì Argentina trở thành quốc gia Mỹ Latin đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Nên là các bạn mà có ý kiến gì, các bạn có thích thú với những cái anh chàng nào mà ở Mỹ Latin này, ví dụ như là ở Argentina chẳng hạn, những cái anh mà nóng bỏng ấy, bốc cháy đấy, thì các bạn là cứ là tiến tới thôi nhé. Đừng có mà ngại ngùng gì hết nhé. Đứng ở vị trí thứ 11 đó chính là Đan Mạch. Đan Mạch hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào năm 2012. Thứ 12 đó chính là Uruguay. Thứ 13 và cũng vào năm 2013 thì một cái quốc gia đảo đầu tiên ở châu Á Thái Bình Dương, đó chính là New Zealand, đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Thứ 14 đó chính là Pháp. Đứng ở vị trí thứ 15 và cũng vào năm 2013 luôn, đó chính là Brazil. Thứ 16 đó chính là Anh và xứ Wales. Xứ Wales và Anh thì đã chấp nhận hôn nhân đồng giới vào năm 2014. 17 đó chính là Scotland. Scotland thì đã chấp nhận hôn nhân đồng giới vào năm 2014, cũng giống như là Anh và xứ Wales luôn các bạn. 18, Luxembourg. Luxembourg thì chấp nhận hôn nhân đồng giới vào năm 2015. 19, Phần Lan. Đứng ở vị trí thứ 20, Iceland. Iceland là quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới thông qua một cuộc bỏ phiếu phổ thông vào năm 2015. Rồi bây giờ đố một câu đố vui cho những con bóng của chúng ta là các em có biết là hòn đảo lớn nhất thế giới là hòn đảo nào không ạ? Alo giơ tay ạ. Nhìn cái mặt là biết không biết rồi. Thì thôi bây giờ trả lời luôn nhá. Đứng ở vị trí thứ 21 đó chính là Greenland. Đảo Greenland là nằm ở phía Bắc Mỹ, là cái hòn đảo mà lớn nhất thế giới mà quanh năm mà băng tuyết bao phủ đó. Greenland đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào năm 2015. Rồi tiếp theo là đứng ở vị trí thứ 22 thì là dành cho những con bóng nào mà thích là American Dream, thích mơ về Mỹ này, rồi là thích Mỹ này, rồi là thích phim Mỹ này,
thích trai Mỹ này. Đấy, thì chúc mừng các chúng ta là vào năm 2015. À, mình còn nhớ là cái hồi đấy là lúc đấy là mình đang đi mình đang đi dịch cho một cái ông sếp người Hàn. Thế xong rồi đang đi trên ô tô thì là tự nhiên thấy báo tin là ôi giời Mỹ là chấp nhận hôn nhân đồng giới rồi. Thì lúc đấy thì vậy nó còn bóng kín mà, con đẹp vẫn chưa biết gì, cái lúc đấy vẫn ngơ ngác lắm, không biết ở chấp nhận hôn nhân đồng giới đồng nghĩa với việc là chấp nhận rồi. Thế là mình cũng vui lắm, thế là mình thay avatar luôn, thay avatar là thêm một cái cờ mà bảy sắc cầu vồng, xong rồi tung tóe lên, xong rồi đăng lên là ôi giời tôi tự hào quá, cuối cùng Mỹ cũng đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Lúc đấy có biết hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới là cái mẹ gì đâu, cũng là một cái niềm hạnh phúc của mình ạ. Vì là những cái nước khác thì mình không để ý, thế nhưng mà đến khi Mỹ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới là nó làm một cái giống như kiểu là một cái ngòi nổ, nổ banh xác luôn đó các bạn, là vui lắm luôn ạ, là vui không thể tả được luôn đó các bạn. Trước kia thì hay là cũng thích là Mỹ là đỉnh cao nhất, là thích yêu Mỹ lắm, thích Mỹ lắm. Bây giờ thì đỡ hơn, trong đầu thì cũng mơ tưởng tượng là một ngày đó mà lấy được một anh Mỹ thì được sang Mỹ ở thì là cũng vui. Đứng ở vị trí thứ 23 đó chính là Colombia. Colombia thì hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào năm 2016. Đứng ở vị trí thứ 24 đó chính là Đức. Đức thì hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào năm 2017 và là quốc gia thứ 15 của châu Âu hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào cái thời điểm đấy. Sau này các bạn mà quen giai Đức thì là cũng ok la lắm á. Vì sao? Giai Đức đẹp giai lắm luôn các bạn ạ. Đẹp giai dã man luôn. Giai Đức đẹp giai cực kỳ luôn. Ông anh ngày xưa nhá, nhớ có một lần nhá là thích một cái anh Đức. À, anh ở Hà Nội thì cũng không lâu đâu, thì cũng chỉ là vài tháng thôi. Thế nhưng mà cũng gặp anh ấy thì cũng thích anh ấy, là mê anh, mê đắm đuối đó, nhưng mà đẹp trai dã man các bạn. Nhưng các bạn, mình phải công nhận một điều nhá, giai châu Âu nhá thì trong đó có những cái đất nước ví dụ như là Đức này, rồi là Tây Ban Nha thì nó nóng bỏng này. Còn đối với bản thân của mình thì mình không thích trai Bắc Âu lắm. Bắc Âu ví dụ như là Hà Lan này, Na Uy này, rồi là Phần Lan thì mình không thích lắm. Thì mình thích Đức này, mình thích Tây Ban Nha, ví dụ những cái nước mà Trung Âu hoặc là Nam Âu thì mình thích hơn. Nếu như mà ai mà thích trai Đức thì cứ tấn công đi, vì trai Đức thực sự rất là đẹp. Đứng ở vị trí thứ 25 đó chính là Manta. Ôi rồi Manta nghe nói chắc các bạn cũng không biết đúng không? Thì mình cũng không biết, mình vừa mới tra trên Google ấy. Ta là một quần đảo thuộc Địa Trung Hải, thì Manta cũng đã chấp nhận hôn nhân đồng giới vào năm 2017. Đứng ở vị trí thứ 26 đó chính là Úc. Úc chấp nhận hôn nhân đồng giới vào năm 2017. Thì mình thấy là mọi người cũng hay đi Úc nhiều ấy, thì cũng nên tranh thủ cơ hội này tán trai Úc mà có chồng nhá các bạn nhá. Thứ 27 đó chính là Đài Loan. Đài Loan thì đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào năm 2019. Thì đây là một giống như là một cái cú phát súng mà nổ đùng đoàn cho những cái quốc gia châu Á, ví dụ như là Trung Quốc này, Hàn Quốc, Nhật Bản, rồi là Việt Nam. Thì nó làm cho nó là dậy sóng cộng đồng BD toàn châu Á, và Đài Loan đã tạo nên một cái lịch sử hoàn toàn là mới cho chị em bóng gió châu Á chúng ta, là để tương lai là Việt Nam cũng sẽ có một ngày mà được như là Đài Loan. Mặc dù mà nói thì hôm trước là cái vlog của Mr. Guy là còn nói đến là Đài Loan cũng thuộc top 10 quốc gia có khoai là bé nhất thế giới các bạn ạ. Thế nhưng mà thôi thì cũng được, thì mình coi như là ngậm miệng ăn tiền vậy. Cũng không đến mức là khoai thì cũng tùy, thế nhưng mà lấy được một cái tấm chồng thì cũng hợp lý hơn các bạn ạ. Khoai thì thôi cũng không quan trọng lắm ha, thì mình cứ lấy được một tấm chồng thì cũng là hạnh phúc rồi, cũng đừng nghĩ đến chuyện khoai các bạn nhá. Vì Việt Nam mình cũng yên tâm là Việt Nam mình cũng nằm top 10, thế nên cũng kẻ tám lạng người nửa cân, nên là lấy được một anh chồng Đài Loan thì cũng là tuyệt vời rồi, không có vấn đề gì đâu các bạn ạ. Đứng ở vị trí thứ 28 đó chính là Ecuador. Ecuador đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào năm 2019 và đi đến với quốc gia gần đây nhất vào năm 2020 đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, đó chính là Costa Rica. Costa Rica là cái đất nước đầu tiên ở Trung Mỹ mà đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Mình có một niềm tin mãnh liệt rằng là danh sách 29 quốc gia này sẽ còn dài nữa,
và dài nữa. Và hy vọng rằng một ngày nào đó thì Việt Nam cũng sẽ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, để cho những cái người đồng tính như không chỉ mình Mr. Guy mà dành có rất 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 nhiều người đồng tính ở Việt Nam nữa. Bên cạnh 29 cái quốc gia mà hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới thì cũng có rất 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 nhiều quốc gia hôn nhân đồng giới là bất hợp pháp. Mình nghĩ rằng thì nhập gia thì tùy tục, các bạn đi du lịch đến những cái quốc gia mà không chấp nhận hôn nhân đồng giới hoặc là hôn nhân đồng giới trở nên bất hợp pháp thì các bạn cũng nên tém tém lại ha, cũng bớt bớt lại, cũng đừng có show off quá nhiều, làm tém vặn bớt, xóa bớt cái BD của mình lại ha. Còn đến với những cái quốc gia mà yêu thương BD này, dung túng cho BD này, thì mình làm sao mình tự tin, mình thể hiện bản thân. Và hy vọng rằng tất cả những con BD của chúng ta một ngày nào đó chúng ta sẽ có một tấm chồng là đỉnh cao, là xuất sắc luôn nha các bạn ơi. Còn bây giờ thì nếu như các bạn chưa đăng ký kênh của Mr. Guy thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký và chia sẻ clip của Mr. Guy cho everybody các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo. Hóng drama ít thôi nha, mình đĩ. Phần Lan thì cũng chấp nhận hôn nhân đồng giới vào năm 2014.